Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay mình giới thiệu cả nhà một bộ mặt dây như các anh nhé. Đá ruby tự nhiên ạ. Gồm 7 viên ạ. Cái này nên mặt dây truyền. Bộ này 29,5 carat. Ruby tự nhiên luôn nha các bác nhé. Hạng vân này. Ruby này là ruby xuất xứ từ châu Phi nha các bác nhé. Hàng rất chi là đẹp. Này nên vàng mà nữa thì ok. Bộ này 29,5k. Bộ này em đang bán với giá 3 triệu rưỡi nha các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em ạ. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0985 431 737 hoặc Zalo là 0363 314 173. Các bác cứ nhắn tin vào số Zalo của em nhé. Em chụp chi tiết cho các bác. Bộ mặt dây ruby tự nhiên. Giọt nước. Mài giọt nước nha các bác nhé. Vâng, các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ nhé. Vâng, anh chị em nào có cùng sở thích đam mê về đá quý cũng như là đá phong thủy thì cũng có thể là đăng ký kênh và giao lưu các món hàng với lại shop nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.